Chào các bạn, hôm nay tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn chạy tin cái sản phẩm là cái cốp xe máy nha các bạn. Rồi, chúng ta mở các bạn. Rồi, bữa hôm rồi thì ta đã chạy cái mặt phân khuôn, cái phần giảm tiếp xúc cho mặt phân khuôn là phần màu cần cam này các bạn. Mình đã chạy cái phần giảm tiếp xúc cho một phân khuôn đây, cái khu vực này. Rồi hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn chạy cái mặt phân khuôn chính của nó các bạn, cái mặt này các bạn, cái mặt trong này nè, mặt đó. Tôi hướng dẫn các bạn chạy tin cái mặt phân khuôn này và đồng thời tôi cũng hướng dẫn thêm các bạn chọn sử dụng bộ lọc để chọn đối tượng cho nó lẹ nha các bạn. Rồi chúng ta bắt đầu làm thôi các bạn. Rồi mình chọn chạy tin các bạn, chạy tin theo cái lệnh này. Rồi chọn contour nè các bạn, contour này contour giới hạn cái vị trí làm việc các bạn, chọn on nha các bạn. Đó. Đó, mình chọn cái đường viền bao quanh cái khu vực chạy này các bạn. Đó. Rồi mình kết thúc lựa chọn các bạn. Bây giờ mình chọn cái đối tượng để chạy các bạn là cái mặt phân khuôn này, cái màu này các bạn. Mình chọn cái mặt phân khuôn đây, mình chọn cái mặt màu này và mình sử dụng bộ lọc để mình chọn tất cả những cái mặt có màu này trong cái sản phẩm này nha các bạn. Rồi các bạn chọn vào đây đó. Rồi các bạn chọn vào đây rồi nha. Rồi các bạn chọn tất cả. Rồi nó sẽ chọn có những màn là giống nhau với lại đó thì nó chọn đây các bạn, đó nó chọn đây, nhưng mà các bạn đừng lo nó sẽ không chạy đây nữa các bạn, do mình giới hạn cái contour rồi, mình giới hạn cái phạm vi làm việc lại contour này rồi, cho nên cái mặt ngoài này nó không sẽ không chạy nữa nha các bạn. Thôi mình vẫn chấp nhận luôn các bạn, đó, mình kệ nó. Rồi mình chọn cái mặt kiểm tra nha các bạn. Rồi, mình chọn tất cả luôn các bạn. Rồi bây giờ mình chọn tới dao này các bạn. Đang bài này mình chọn là dao cầu 10 nha các bạn. Đây 10 rồi 5. Rồi các bạn lưu ý cái chiều dài dao nha. Tại vì cái sản phẩm cái bề mặt ta làm việc thì nó sâu tới đây và cái khoảng cách từ đây đến đây thì cũng hơi rộng cho nên không còn có cán nối thì cũng không sao các bạn. Nếu các bạn không thích chạy xuống dưới đây thì các bạn xóa bỏ những cái mặt dưới đây luôn, nhưng mà tôi chạy luôn các bạn. Đó cái mặt dưới đây này các bạn, ở dưới đây cũng có những cái mặt các bạn đây. Đó. Và trong đây nè các bạn. Đó. Rồi chúng ta qua có thông số chạy rồi các bạn, mình dạy này là 5 đi các bạn. Mình chọn đây, tôi chọn là 5. Mình chọn ở đây thì một phần mình phải chọn ở đây nhé các bạn. Các bạn nhớ giùm tôi nha, mình chọn ở đây, chọn chức năng này thì phải qua đây chọn cái này. Rồi tiếp tục các bạn. On rồi, chọn cái mặt kiểm tra này các bạn, sau này bỏ dấu kiểm đây và các bạn chọn đây là 0.1 các bạn. Rồi cách mình chọn ở đây là lựa chọn này các bạn. Ok rồi, tôi cho nó mặc định nha các bạn, để cho nó nếu mà tính nhuyễn hơn cho mình thì lâu lắm, tính toán lâu lắm. Thôi cho out in rồi. Ở đây tôi cho nó chạy, tại vì cái này mặt phân khuôn cũng không quan trọng giống như trong tệ sản phẩm nha các bạn, cho nên cái mặt độ láng bề mặt cũng không nhất thiết là quan trọng nha các bạn. Cho nên tôi chọn đây, độ láng bề mặt, tôi nói là độ láng bề mặt của này không nhất thiết, không quan trọng, cho nên tôi chọn chạy hai chiều nha các bạn. Rồi ở đây
tôi chọn để thay lớp luôn các bạn. Rồi cái dub step mà tôi bước xuống là tôi hướng cho mặc định luôn các bạn. Các bạn muốn chạy nhuyễn chạy mình chạy nhuyễn thì các bạn sửa này lại các bạn. Rồi cái góc này là 33. Rồi bây giờ mình cho nó chạy thử các bạn nè. Ở đây các bạn thấy nó chạy chọn nhưng mà nó sẽ không chạy nha các bạn. Rồi mình cho nó chạy đi các bạn. Khoan, thôi stop cái. Rồi mình cho nó chạy các bạn. Xong rồi các bạn này, ở đây tôi để cái góc tiếp giao nó lớn quá các bạn, lúc này tôi không chỉnh cái tiếp giao. Bạn đang nó tiếp lớn quá. Rồi các bạn sau khi sửa lại các bạn thấy cái nó tiếp giao nhỏ hơn đó các bạn. Đó. Tại vì lượng dư mình cũng không có nhiều cho nên mình cho tiếp nhỏ thôi các bạn. Và các bạn thấy ngoài này lúc đầu nó có chọn những cái mặt này, bây giờ nó không có chạy thôi các bạn. Nó hoàn toàn không có chạy, nó chỉ chạy phần trong contour thôi. Cho nên các bạn yên tâm khi chọn cái sử dụng cái block và cái giới hạn contour này nha các bạn. Ta kiểm tra lại cái lượng dư gia công các bạn. Trong mấy cái R này nó còn một chút lượng dư các bạn, cho nên khi trên thực tế các bạn chạy xong các bạn kiểm tra lại, nếu mà cái lượng dư nó còn nhiều á thì ở những vị trí cục bộ thì ta sử dụng ta chạy cục bộ lại nha các bạn. Đó, ở đây tôi giới thiệu những cái lệnh chính, những cái phương pháp chính thôi. Nó còn có những cái nào mà ví dụ chơi trong đây nè, nó còn lượng dư rất là nhiều nè các bạn. Đó, nó còn lượng dư rất là nhiều đó, cho nên mình lúc mình chạy mình lưu ý nha các bạn. Đó. Thì mình chạy trên máy tính đó, thì mình thấy nó vậy, nhưng mà thực tế là mình lúc mà gia công mình xuống trên máy kiểm tra trên máy các bạn, khi nó chạy xong rồi mình sẽ thấy được cái chỗ nào là nên chạy lại, chỗ nào không cần thiết nha các bạn. À, mặc dù trên máy ta đã cảm thấy rồi nhưng mà thì nó cũng không chính xác đó, bằng làm coi trực tiếp trên máy trên cái phôi trên thực tế nha các bạn. Rồi cái bài hôm nay thì tôi kết thúc tại đây và gặp lại các bạn trong những cái bài sau. Rồi bye, chào tạm biệt các bạn.